cái món hàng này mẹ Dương mua là dành cho em Sushi. Mà đố các bạn biết đây là cái gì trong tay mẹ Dương. Sushi ơi, mẹ mua cho con nè. Thích không? Con có biết gì đâu mà thích mẹ. Khui ra nha. Rồi bây giờ mẹ sẽ khui trên này trước để đỡ tránh dao nhọn cho em người Sushi á. À, Sushi đang ngồi hóng các bạn ơi. Ba chị em đang ngồi hóng. Gì? Ủa, mẹ mua cho Sushi mà hai chị cũng ngồi hộp kìa. Hai chị chơi đồ chơi đi. Rồi, đây nha. Các bạn có biết là gì chưa nào? Là cái gì ta? Mẹ sẽ cút tờ. Đúng rồi, mẹ mua cút tờ cho em Sushi nè. Đúng rồi, phụ mẹ gỡ ra. Cái này mẹ Dương coi trên Lazada. Mẹ Dương thấy rẻ quá, có trăm mấy à. Nên mẹ Dương quyết định mua thử luôn coi là chất lượng như thế nào. Rồi. Đẹp nha các bạn. Đẹp luôn. Bấm bấm. Rồi mình sẽ ấn cái nút này nha. Rồi dựng lên. Rồi mình sẽ gắn cái tay lái vô nè. Dựng lên cái thử nha. Ở đây nó sẽ có 4 cái kim nút các bạn à. Bạn Sushi đang nhỏ nhất thì bạn Sushi sẽ chơi cái nút này. Rồi, ok. Rồi, vừa tầm cho bạn Sushi rồi nha. Vậy là từ bây giờ bạn Sushi ra công viên chơi các bạn sẽ không còn dành booster của chị Bunny nữa ha. Rồi các bạn ơi, mẹ Dương đã vừa mới gắn xong cái xe cho bạn Sushi rồi nè. Cái bánh xe này khi mà di chuyển chạm đất nó sẽ có đèn. Rồi, bánh xe nào. Rồi, xin đi đi. Wow, hiện giờ Sushi chỉ biết đi như vậy thôi. Sushi chỉ có trượt bằng một chân các bạn ạ. Mẹ sẽ test luôn, mang cái xe này ra công viên cho ba chị em cùng chơi luôn để coi bạn Sushi còn dành của chị Bunny nữa không nha. Theo mẹ Dương cảm nhận á, thì cái nhựa, chất liệu của cái xe scooter này nè, thì cái nhựa nó hơi giòn, hơi mỏng một xíu, nhưng mà so với độ tuổi của từ 1 đến 3 tuổi á, thì chơi như vậy là mẹ thấy là vừa đủ để chán rồi. Một trăm mấy thì không cần đòi hỏi gì thêm, vừa có đèn nè, mà nhìn thì cũng cứng cáp không đến nỗi là kiểu mà ọt ẹp. Bây giờ bạn khoái là không cho ai đụng vô hết trơn á. Rồi em leo lên. Nè, đó, có đèn nha. Khi mà mình đi nhanh đó, nó mới có đèn. Bây giờ Sushi bán ăn máu quá. Bạn không cho mẹ Dương đụng vô xe của bạn luôn nè. Nó custom màu hồng. Dạ chưa, đem mắt kiến ngầu chứ. Ngầu quá, trời ơi. Ngầu quá ngầu luôn. Ôi ôi, ngầu tí. Quá dữ luôn à nha. Hồi nãy dữ của ghê. Bà không cho mấy chị đụng cái scooter của bà luôn. Bà xuống này đụng cái scooter của Bunny mà không cho Bunny mượn. Ừ, ngầu đấy. Ngầu đấy. Wow, chờ đi. Chờ đi xin. Xin chờ đi. Xin chờ đi xin. Đúng rồi, đúng rồi. Chờ đi. Đấy. Chân lên, để một chân lên, để một chân lên, để một chân lên. Đúng rồi, rồi chơi đi, chơi đi. Ok, chật. Đúng rồi. Chật. Đúng rồi, giỏi quá. Đúng rồi. À, sắp đi rồi. Rồi không biết trượt nên bỏ xe luôn. Giờ ra đứng nhảy với các bà các bạn à. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Nhớ đăng ký kênh Phương Phương Channel nha các bạn. Bye bye bye.